tàu tên lửa tàng hình Sa-S-72 Israel vượt trội Karakut của Nga. Khi nhắc đến tàu hộ vệ tên lửa tàng hình cỡ 800 tấn, thì hầu như mọi người đều nhớ ngay tới lớp Karakut của Nga. Tuy nhiên, Hải quân Israel cũng có trong tay một thiết kế cực mạnh, thậm chí ưu việt hơn. Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quốc tế về quốc phòng và hàng hải IMTEX 2013, Sa-S-72 là bước phát triển tiếp theo của thế hệ tàu hộ vệ tên lửa Sa-4.5 với nhiều tính năng rất ưu việt. Thông số cơ bản của chiếc Sa-S-72 bao gồm chiều dài 72m, rộng 10,25m, mớn nước nhỏ hơn 3m, thủy thủ đoàn 50 người, trên tàu bố trí sẵn không gian cho 20 lính đặc nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Sa-S-72 được đóng theo công nghệ mô đun tiên tiến, với không gian rộng rãi tiện nghi, có nhiều bề mặt nghiêng với hệ thống điện tử và vũ khí được bố trí hợp lý, giúp tăng khả năng tàng hình. Hệ thống động lực của tàu gồm hai động cơ diesel 16V1163M94V16 công suất 7.939 mã lực cho tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ, tốc độ hành trình 18 hải lý một giờ, tầm hoạt động 3.000 hải lý, tương đương 5.500 km. Tuy lượng dạn nước đầy tải chỉ là 800 tấn tương đương với Karakut, nhưng Sa-S-72 lại được thiết kế có hangar tương đối lớn cho phép mang theo một trực thăng hạng trung. Đây là đặc điểm hiếm có ở tàu dưới 1.000 tấn. Tàu còn được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, mức độ tự động hóa cao với radar mạng pha đa năng hoạt động theo từng giai đoạn ELM-2258 do tập đoàn IAI chế tạo, thích hợp cho cả môi trường hoạt động xa bờ lẫn khu vực duyên hải. Về hệ thống vũ khí, theo cấu hình gốc thì Sa-S-72 được trang bị 8 tên lửa đối hạm JGM-84 Harpoon hoặc Gabriel nhưng có thể tùy biến theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra trên tàu còn được trang bị một pháo hạm Otomelara Super Rapid cỡ 76,2mm, có khả năng bắn đạn có điều khiển tới tầm xa 40km, đặc biệt hữu ích khi chống lại mục tiêu cỡ nhỏ. Hỏa lực phòng không được đánh giá là điểm nổi bật nhất của Sa-S-72. Với 16 tên lửa tầm trung xa Barak 8 đặt trong hệ thống phóng thẳng đứng phía đuôi tàu. Tên lửa Barak 8 cung cấp khả năng đánh chặn tất cả các loại mục tiêu từ máy bay phản lực đến tên lửa hành trình chống hạm, cự ly tới 70km, độ cao 16km. Năng lực chống ngầm của chiếc Sa-S-72 cũng rất đáng gờm, với 6 ngư lôi hạng nhẹ MK-46 cỡ 324mm, tầm bắn 11km, độ sâu hoạt động tối đa 365m. Có thể thấy rằng khi so sánh các thông số cơ bản thì Sa-S-72 toàn diện hơn chiếc Karakut dự án 22800 của Nga khi thực hiện tốt cả chức năng chống hạm, phòng không lẫn chống ngầm. Mặc dù vậy, chiếc Karakut của Hải quân Nga lại có năng lực chống tàu mặt nước mạnh hơn hẳn, đi kèm với đó là vũ khí tấn công mặt đất. Đây là tính năng hiếm có với một tàu cỡ nhỏ. Ngoài ra, Karakut đã được triển khai trên thực địa, còn Sa-S-72 của Israel vẫn đơn giản là một bản vẽ do Hải quân nước này đang tập trung vào chiếc Sa-6 có lượng dạn nước lớn hơn. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.